Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà hướng dẫn để cho những con chó của chúng ta nó có thể là nó biết cách nó chơi, nó tiếp xúc với lại trẻ con, nó không bị vồ vập, nó không có làm xô ngã trẻ con rồi này kia. Nhất là những cái con chó giống to như Rottweiler này chẳng hạn. Thì đây là Pila. Pila có thể ngồi yên như thế này. Pila không có ồn ào với lại Tuệ Mẫn là bởi vì là Pila cũng đã được tiếp xúc với Tuệ Mẫn mấy tháng nay rồi và cũng được nhắc nhở, cũng được nắn chỉnh rồi. Chứ còn nếu mà như lúc đầu ấy thì chúng nó sẽ rất là ồn ào và chúng nó rất là hồ hởi. Bởi vì sao? Bởi vì chó ấy là nó rất là thích trẻ con. Và khi nó thích ấy thì là nó sẽ muốn xung xoe vào để mà nó chơi. Nhưng mà chúng nó không có, chưa được bảo và chưa được tiếp xúc thì chúng nó sẽ không có kinh nghiệm. Chúng nó có thể làm ngã hoặc là gì đấy cho nó xô hoặc chúng nó liếm, thì chúng ta muốn kiểm soát cả cái việc của nó liếm đó. Chúng ta không muốn cho nó liếm bởi vì trẻ con thì không muốn cho nó liếm. Còn đến khi mà nó lớn lên rồi, nó có thể là nó 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thì lúc đấy cho chơi thoải mái. Thì cái cách mà để cho tiếp xúc ấy thì chúng ta nó phải từ từ, và luôn luôn là trong một cái nguyên tắc chung ấy là người lớn chúng ta là chúng ta phải đồng thời chúng ta gần luôn thì chúng ta mới bảo được nó. Giả sử như thế này, đây, con quay ra Pila ngồi yên đấy nhé. Pila ngồi yên. Ngồi, yên, yên để chị Mẫn xoay. Yên. Rồi, con xoa em Pila này. Con xoa em Pila này. Đó. Thì khi mà chúng ta đồng thời chúng ta giữ, chúng ta xoa thì thôi Pila yên. Thì chúng ta bảo được. Và như thế tiếp chúng ta cứ cho nó tiếp xúc với nhau như thế này thì con chó nó sẽ học được, nó sẽ biết à là như thế này thì mới được gần. Như đây là cái cách mà gần gũi là phải như thế này. Chứ không phải là gần gũi là lao vào là liếm là thế này thế kia. Còn khi mà trẻ nó lớn rồi thì lúc đấy thì tự nó điều tiết, tự nó sẽ có cách chơi của chúng nó với nhau, chỉ cần con chó nó không có quá vồn vã là có thể chơi được chung rồi. Còn khi mà nó nhỏ như thế này thì muốn cho trẻ nó gần là một đấy là nó là để cho cái cho trẻ nó không có bị sợ hay là này kia. Nhưng cái thứ hai nữa là chính là để cho con chó của chúng ta nó học nó biết cách tiếp xúc, để sau khi mà con của chúng ta nó lớn lên một chút thì có thể nó tiếp xúc được, là nó có thể nó chơi với nhau được. Pila ngồi xuống rồi đấy, để cho chị Mẫn xoa. Đó thì đứa nào cũng thế thôi. Pila gọi thì gọi được Pila này thôi, chứ còn như Melsi với lại Siro thì Melsi thì còn điềm đạm hơn. Ừ. Đó, trẻ mà nó chơi thì nó rất là thích. Con xoa em Pila đây. Xoa đi. Chào em Pila đi. Chị Mẫn chào em Pila nhá. Không, em Pila không được liếm. Đấy, em để chị xoa thôi, không được liếm. Con xoa đi. Xoa em đi. Xoa này. Pila ngoan. Thôi, Pila đừng liếm. Để kệ chị xoa. Không có liếm. Ok. Rồi. Không liếm nha, yên để chị xoa. Là hai chị em hát đi nào. Không liếm. Đi làm sao không được liếm. Quay mặt về đằng trước không liếm. Để yên để chị xoa nhưng mà lại không được liếm chị. Không được liếm. Nào liếm là nghỉ chơi. Nếu mà liếm là nghỉ chơi là đến lượt con Siro luôn. Để đầu xuống đây. Rồi. Không. Rồi, con xoa đi, con xoa em Pila tí đi. Xoa em Pila, chào chị, chào em Pila nhá. Không. Rồi, ok, em Pila ngoan lắm. Em Pila rất là ngoan. Chị Tuệ Mẫn rất là quý em Pila. Không, em Pila không được liếm. Nào. Sau rồi mới liếm chứ bây giờ thì không liếm được. Rồi, ok, đây là Pila nhá. Cái cách đó, nhắc lại là cái cách để cho tiếp xúc ấy là người lớn chúng ta phải đồng thời tiếp xúc cùng. Và chúng ta phải xoa con chó thì bởi vì sao, tại sao chúng ta cần xoa con chó không Pila?
chúng ta tại sao chúng ta cần xoa con chó là chúng ta xoa ấy, là để cho con chó nó yên, để cho trẻ con nó xoa được không màu nào, bởi vì là con chó nó rất là quý trẻ con và nó muốn liếm hay là nó muốn hẩy cái mũi của nó vào người. Nhưng mà khi nó hẩy như thế thì cái lực ấy nó có thể nó làm đổ rồi, bởi vì trẻ con thậm chí nó còn đang đứng, nó còn chưa vững, nó còn đang chưa đứng được. Cái thứ hai nó là liếm thì nó ướt hết quần áo rồi tay chân, mà không thể là một ngày muốn chơi cho chơi mấy lần mà thì lau tay thì có thể lau được, chứ không thể thay quần áo nhiều lần như thế được. Nó thế. Thôi con xoa em Pila cái nữa đi, rồi cho em Pila xuống nào. Nào Pila, Yên không được liếm nha, để Yên để chị xoa. Con xoa em đi, con xoa đầu em đi, xoa đầu em Pila nào. Nào Pila xích vào đây để chị Mẫn xoa nào, xích đầu vào đây và không được liếm. Rồi con xoa em đi, xoa em đi, xoa con không được cho tay vào mồm đâu. Đó, tại sao lại cấm không cho nó liếm? Là bởi vì khi mà liếm là trẻ ở cái tuổi nó còn nhỏ này thì nó hay cho tay vào mồm. Đấy, con lại cho tay vào mồm rồi đấy, không cho. Ok, xoa em Pila cái nữa. Thôi được rồi, ok. Rồi, em Pila đi xuống. Xong rồi, Pila hôm nay xong rồi. Pila xuống, để cho đứa khác đi chơi cùng. Pila xuống đi. Con Messi này đây xem nào. Pila nó rất là yêu trẻ con. Messi, Messi đâu? Con Messi ra đây. Sao lại để gọi mãi đây đây. Rồi ngồi xuống. Không Pila, này Pila, anh tống cổ Pila ra khỏi phòng rồi nhá. Rồi đây là em Messi. Messi thì biết nhịn hơn nhiều. Messi thì nó quý trẻ con lắm, nó còn nó là cái con quý trẻ con nhất ở trong nhà luôn. Nhưng mà nó lại là cái đứa biết nhịn thôi không. Nó biết nhịn, nó thích, nó quý lắm đấy, chứ không phải là không quý đâu. Nhưng nó lại là cái đứa mà nó nhịn được. Nó nhịn được, nó không liếm. Rồi, đó. Trong ba đứa thì nó vẫn thích chơi với lại Messi nhất. Bởi vì Messi nhịn, Messi không liếm linh tinh. Cái đó là phải nhịn. Và cho trẻ con chơi thì chơi xong phải lau tay chứ không nó. Vậy là phòng run sang. Còn về cái khoảng lông mà sợ trẻ nó hít vào mũi thì cái đấy thì không phải sợ đâu. Tùy giống chó mọi người nhé. Những cái giống chó mà lông nó quá ngắn mà nó bông thì chúng ta cũng phải tránh. Nhưng những cái giống không, những cái giống chó mà lông nó dài thì không sợ. Có gì buồn cười hả? Messi đang thay lông đấy. Con nhìn lông rụng đầy này. Lông rụng đầy luôn này, lông em Messi rụng đầy luôn này, tí phải chải lông cho em Messi này, không lông rụng đầy. Đó. Pila nhìn Messi mà học, nhìn Messi nó chơi với cả Mẫn này không, không được liếm. Chỉ được hít thôi, không được liếm. Không liếm. Không. Thấp xuống để chị xoay. Rồi, đó. Khi mà chúng ta ở gần đấy thì nó có thể là chúng ta sẽ kiểm soát được. Nó rất là nhanh thôi, có thể qua tiếp xúc. Qua tiếp xúc độ 5, 6, 7 lần là con chó nó sẽ biết rồi, nó độ tương đối, đạt độ tương đối. Giả sử như bọn này là có thể là sau tiếp xúc 5, 6 lần là chúng nó có thể giữ được cái sự kiềm chế như này. Tức là nó kiềm chế ở đây là nó kiềm chế, nó không liếm. Và nó kiềm chế, nó không có theo cái kiểu là nó gọi là nó nhao vào. Bởi vì nó chó ấy thì đa số các giống là nó quý trẻ con, nhưng giống rốt này là nó quý trẻ con lắm. Không. Nằm xích đầu xuống đây, Messi. Si. Xích đầu xuống đây cơ. Kê đầu lên gối để cho chị Mẫn xoay. Kê đây. Rồi, ngồi xuống. Không liếm. Pila nằm xuống đi, Pila. Rồi, Messi cũng nằm xuống. Nằm. Đấm cho phát giờ. Này. Nào, nằm xuống. Rồi, nằm.
Ok. Đấy, làm thế, hai đứa nằm yên đấy. Úi giời, lầm vào dụng dính thầy giáo con luôn. Úi giời, con lại thỏa tay vào mồm. Này, không được thỏa tay vào mồm, tí nó lau đã. Sao em MC một tí đi. Ok, chị Mẫn yêu em MC lắm. Xin chào em. Chị chào em nhá. Thôi, chị chào em, thế thôi, hôm nay chúng ta chơi với nhau thế thôi nhá. Bao phút rồi? 10 phút. Ừ, ok, thôi chị Mẫn nóng rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hy vọng là cái chia sẻ này nó sẽ hữu ích cho mọi người. Và chúng ta luôn phải nhớ một điều là chúng ta phải ở cùng và chúng ta phải định hướng cái cách mà con chó nó tiếp xúc với trẻ con. Chứ không có cái con nào mà nó biết đến người ấy còn phải học cách để tiếp xúc. Chứ đừng nói là con chó, không có con nào mà nó tự biết được hết tất cả mọi thứ đâu. Còn cái việc mà con chó nó càng gần với chúng ta, nó càng gần gũi chúng ta, nuôi con chó nó càng gần gũi chúng ta thì cái con chó nó càng biết được nhiều, tức là tự thân của nó đã biết điều chỉnh lực ở một cái mức độ đấy rồi. Và nó đã biết một cái mức độ nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải rèn cho nó, bởi vì cái đấy là chưa đủ, chúng ta vẫn phải rèn thì nó mới biết được. Úi giời, chứ con nhau mồm vào em MLC à? Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Rồi, ok, ra nó lau tay được không? Ừ, ra lau tay. Ok.